Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò thì hàng tuần mình còn làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn Idor, giá nhãn Xuồng, giá Thanh Nhãn hay là giá Cà Na Thái. Quý anh chị và các bạn nào có quan tâm đến giá cả của những nhãn trên hay là giá Cà Na Thái thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được thông báo và rất là dễ dàng để vào xem được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất hay là giá Cà Na Thái. Quay trở lại tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Trong một vài ngày trở lại đây thì giá nhãn đang tăng và đang ổn định ở mức giá là khá là cao. Cụ thể là tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp vào lúc này thì nhãn đẹp có giá dao động từ 16.000 đến 20.000 đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long và Đồng Tháp thì có giá dao động từ 16.000 đến 18-19.000. Còn tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang thì có giá dao động từ 17.000 đến 20.000 đồng một ký. Ngoài ra thì giá nhãn tiêu da bò còn tùy thuộc theo từng khu vực, từng vườn nhãn và từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà sẽ có giá chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Theo dự báo của một số bà con nông dân nhà vườn ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì tình hình nhãn tiêu da bò đang thu hoạch thì không nhiều. Nên dự báo trong một vài ngày tới thì giá nhãn tiêu da bò sẽ còn có thể là ổn định và còn có thể tăng nhẹ. Do tình hình như hiện nay thì giá nhãn tiêu da bò có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Do không có thời gian rảnh nên khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò. Nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực nào thì xin vui lòng comment giá ở phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng tham khảo. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con nhà vườn mình đang thu hoạch nhãn tiêu da bò hay sắp sửa thu hoạch sẽ có mùa nhãn tiêu da bò đạt được năng suất thật là cao và bán được giá. Xin chân thành cảm ơn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn kế tiếp của mình.